Chào các bạn. Hơn một tháng nay là mình bận quá trời, mình không có ra ngoài bãi được. Hôm nay mình tranh thủ mình ra bãi, mình có ghé một cái bãi mà mình thích á, mình ghé mình xem coi cái bãi này nay có những cái đồ gì mới lại không. Bãi này thì bây giờ nó mấy hôm nay thì bãi nó cũng có nhiều đồ, để mình quay từ từ cho các bạn xem nè. Có nhiều bạn có hỏi mình số điện thoại rồi đó, mình hôm nay mình sẽ ghi số Zalo ở bên dưới. Có gì các bạn có cần gì thì nhắn Zalo cho mình nha. Này có mấy cái thước đo mình thấy nó cũ, có cái nó cũng hư, có cái còn xài được. Ở đây được cái là người ta làm sạch nên nhìn mấy cái dụng cụ đẹp, mấy cái đực chuột mỏ lết, cái khắc cành đủ hết. Mấy cái đèn mà pin không biết còn xài được hay không, nên phải lắp pin cho mới biết. Các bạn nào cần cứ phải thử nha. Trên tường người ta cũng treo nhiều đồ bảo hộ. Cái kèn đồng chưa có người mua nữa. Mấy cái bào thợ mộc. Mới ghê luôn. Dao cán xanh cán đỏ. Đây mấy xô kéo cắt cành đó. Bãi này được cái nó đủ thứ đồ, nhiều đồ lắm. Kéo cắt cành cây dài. Quạt nữa. Mấy cái đầu búa. Cái này hàng này không biết của ai nữa. Lưỡi cưa xích nữa. Đồng hồ. Mấy bạn nào mà rành á, nhìn cái biết liền. Còn như mình thì nói chung là mình cũng không có rành lắm, mình phải nhìn ba cái mẫu mã rồi cái logo rồi. Nói chung cái nào mình rành thì mình mới dám mua. Đá mài, đá mài nâu, đá mài trắng, nhiều loại. Bãi này giờ nó về cái đá mài nhiều ghê luôn, quá trời luôn. Nó nhiều đồ lặt vặt lắm, các bạn chịu khó lục lọi phía dưới để đóng đóng lên, nó chồng chất lên nhau, nó khuất ở dưới nhiều lắm. Đây đủ thứ loại kìm. Đủ loại, đủ màu sắc.
mấy cái sọt kéo cắt cành nữa nè. Cái chỗ này làm có một em đang làm sạch mấy món đồ, làm rồi nhìn thấy đẹp lắm. Ngay cái quạt kêu sạch sạch luôn, quạt lớn, quạt nguyên cái nhà cho nó mát. Đây em này đang làm nè. Đây mấy cái mũi khoan nhiều lắm nha, đủ kích cỡ từ lớn cho tới nhỏ luôn. Nè còn nguyên trong hộp, quá trời. Mấy cái một đống xà beng này mới nè, không biết hàng của ai nè, phải lấy ra để nhìn cho kỹ. Cái đầu bươm, nói chung là đây thôi, mình thấy cái gì nó cũng có đó. Dao này. Quá trời dao luôn. Ở đây người ta có bán xỉ nha các bạn. Các bạn nào cần mua xỉ thì ghé đây liên hệ, vừa giá thì lấy. Các bạn nào có nhu cầu bán lại á. Cái cành này cũng còn nguyên tem luôn. Cái này bánh xe mới còn nguyên trong hộp nha. Còn nằm riêng nguyên trong hộp bánh xe nhỏ. Đủ đồ. Đây một đống thùng đựng đồ nghề. Còn trong đây là nhiều cái bao, mấy cái sọt bự 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 này, chưa có đổ ra này. Để hôm nào mình liên hệ người ta đổ đồ ra coi một bữa. Dao. Cái bạn này giao cũng nhiều ghê, nó quá trời giao luôn. Bào cũng nhiều nữa. Bào cũ, bào mới gì cũng có hết.
Đây có con dao cầm cán gì cũng lạ, con dao bự ghê luôn nè. Này mới cắt cái gì? Lần đầu tiên thấy con dao này nghe các bạn. Các bạn nào biết con dao này cắt gì không? Ngầu ghê này. Cưa đây một sọt dao này. Đủ cái loại dao hết trơn, có chỗ có một cái bãi toàn là dao không, nhưng mà cái bãi này là đủ thứ đồ mà dao nó cũng nhiều nên mình thích vô cái bãi này là vậy. Lưỡi cưa quá trời, nói chung cái gì mình thấy nó cũng nhiều nha, mà đủ độ. Cái lưỡi rìu của Nhật nó hay làm cái lưỡi rìu có cái đầu nó cái lạ lạ, dao nữa nè. Quá trời luôn. Này bằng mấy đại bàng bằng đồng này các bạn. Cái này nó là cái cánh nó rời này, nó lắp vô. Đại bàng mấy con đại bàng này có con là nguyên con không có lắp ráp này, có con là ráp cánh. Xe này mới bằng gì cũng giống bằng đồng. À, cái ấm ấm này ấm ấm gan nè, mình thấy trên mạng người ta bán cái ấm này nhỏ nhỏ vô con mắt lắm nè. Ấm này to ghê nè. Hồi trước chỗ này nhiều bình đồng lắm, là bán bớt bớt hết rồi. Giờ có về lại mấy cái bình gốm này. Có tiền tiền viết tiền vẽ tiền ký gì này. Nồi niêu son chảo nhà bếp bữa nay cũng nhiều nhiều đồ lạ nữa. Hồi trước chỗ này không có mấy cái này nên thì về thêm mấy cái món đồ nhà bếp. Mấy cái bình gốm mà mấy cái bình mộc á, ta bắn mắt lắm. Tường tường này bằng gỗ. Nó nhiều đồ khó đi lắm. Đi cẩn thận mà té. Dao cán xanh cán đỏ. Mình tạm dừng video đi nghe các bạn, để mình đi lựa một số đồ. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau.